vị đến với đất nước Malaysia, chúng ta nghĩ là đất nước này chỉ có những đền thờ Hồi giáo không? Vâng, đây có là một đất nước có rất là nhiều những đền thờ Hồi giáo, nhưng riêng vào đó cũng có những con đường ăn chơi về đêm rất là thú vị. Nói thêm tí nữa là người Hồi giáo không ăn chơi về đêm nha thưa quý vị, nhưng vì ở Kuala Lumpur, người Trung Hoa chiếm đến 60%, vì thế có những con đường ăn chơi suốt đêm. Và hiện tại bây giờ Tú Nhi đang có mặt ở trên con đường Jalan Alor, là một con đường của người Trung Hoa buôn bán rất là nhiều ở đây. Và đến con đường Jalan Alor là một con đường rất là nổi tiếng, khi mà đến Kuala Lumpur của Malaysia ai cũng phải ghé thăm nơi đây, tại nơi đây bán rất là nhiều những món ăn đặc trưng của đất nước Malaysia, cũng như là cái món mà Tú Nhi được biết là rất là đặc trưng ở đây, đó là món đuôi cá núi. Đuôi cá đuối chiên chấm với nước sa tế. Và thứ hai là cái loại trái cây mà tôi nghĩ người Việt chúng ta cũng rất là thích, đó là trái sầu riêng. Tuy nhiên tìm hiểu được biết là sầu riêng ở Kuala Lumpur và ở tại con đường Jalan Alor này rất là ngon. Và để mời quý vị cùng vào bên trong, coi như chúng ta đi dạo một vòng để biết ở đây có nhiều món ăn ngon như thế nào. Một cái con tôm như thế này có giá là 25 ringgit. 25 ringgit của mình là 100 đô, mình đổi được 300 ringgit. Và gần đây thì con to hơn có giá là 30 ringgit. Tuy nhiên thấy là khu ẩm thực này bán rất là nhiều những cái đồ nướng. Quý vị biết là Malaysia là một cái nơi mà ăn những cái đồ nướng rất là nhiều, như là chicken, thịt gà, thịt bò, và tất cả những seafood họ bỏ lên họ nướng họ bán. Thì ở đây khách du lịch rất là thích, tại vì ăn rất là dễ, cầm xỏ xiên ăn rất là dễ. Bên đây thì có bán ếch nữa quý vị. Đây là có ếch. Ếch này thì 15 ringgit một con. Còn ở đây ếch nhỏ thì chỉ có 5 ringgit thôi. Wow, hấp dẫn quá. Còn bên đây là một cái quầy khác nữa. Đây là nấm nè. Rồi có sausage nè, có rau, có đậu, có cà tím nè, có cả đậu bắp nữa. Và mỗi cái này có giá khoảng là từ 1 đồng đến 2 đồng ringgit. Con đường Jalan Alor này bán rất là nhiều đồ ăn. Khi mà tôi đi ở hotel đã ăn no rồi, nhưng mà đến đây vẫn muốn ăn thêm. Ở đây bán rất là nhiều những món nướng, nhiều lắm quý vị ơi. Và nhiều quá không biết là mình lựa chọn cái gì. Nhưng mà đến đây tôi thấy có một cái món hấp dẫn là thịt cá mà họ thịt cá còn tươi, họ lấy ra họ cuốn với lá chuối và nướng lên. Có giá là 7 cây như thế này là giá 10 đồng tiền ringgit. Còn 3 cây thì giá khoảng 5 đồng tiền ringgit. Chắc Tú Nhi phải lấy một cây ăn thử coi nó ngon như thế nào. Đây là tiền của người Malaysia quý vị. Thật sự tiền này rất là dễ rớt quý vị cầm, tại vì nó quá mỏng đây, cầm hôm ấy nó dính là nó rớt, rất là rớt. Để Tú Nhi ăn thử coi nha. Ôi trời, sao cái thịt nó còn đỏ quá, không biết chín chưa nữa. Is that cooked? It's cooked already. Không biết cá gì mà thịt đỏ quá quý vị, mà cái người bán nó là đã làm chín rồi. Ngon quá. Nhìn thịt đỏ sợ, nhưng mà thật sự ăn nó giống như chả cá của mình á. Nhưng nghĩ là chả cá. Rất là ngon. Rồi chúng ta qua gian hàng khác nha. Và thưa quý vị, con đường này bán rất là nhiều loại trái cây của người Việt Nam của mình. Loại trái cây nào cũng có, như ở đây tôi nhìn thấy có chuối nè, có thanh long, mà đặc biệt trái thanh long này ở trong cái ruột đỏ rất là thẳm. Người ta nói thanh long này rất là ngọt,
Và kế bên thanh long mà có xoài, trái xoài này mới đầu tôi nhìn tưởng là giống xoài Thái mà thật sự không phải. Người dân địa phương nói đây là xoài của Malaysia, ngọt lắm quý vị ơi. À, quý vị biết đây là trái măng cụt đúng không? Măng cụt này bây giờ tuy nhiên về Việt Nam thì không có mùa nữa, nhưng mà không, rất là ngạc nhiên khi mà qua Malaysia lại có mùa măng cụt như thế này. Giá cũng không có rẻ đâu quý vị, một ký măng cụt có giá lên đến là 12 đồng ringgit. Cũng không có rẻ. Quý vị biết măng cụt rất là nặng, một ký cũng cỡ chừng mấy trái thôi. Thường măng cụt mình mua mình phải mua chục thì nó mới lợi hơn, còn một ký không có lợi. Và bên đây thì tôi nhìn thấy có bán dừa tươi nè. Nhưng mà đặc biệt quý vị, mấy bữa nay tôi nhìn ở Malaysia uống dừa rất là ngọt, vì dừa ở đây theo tôi nghĩ là họ nhập từ Thái qua nhiều. Và đặc biệt tôi nhìn muốn giới thiệu đến quý vị một cái món ăn mà đặc trưng mà rẻ nữa của người Malaysia, đó là món đá bào. Thưa quý vị, Tú Nhi mới hỏi thì có giá khoảng 5 ringgit cho một cái ly đá bào. Tú Nhi chọn món dừa, tại vì dừa dễ ăn hơn. Họ xỏ chế thêm một cái đường nữa quý vị. Cái đường này là một cái đường riêng biệt của họ, rất là ngon. Ít nào dạ? It's a 50. Ngon quá. Đi nóng quá. Gặp món này rất là thích quý vị. Mềm mềm. Nó ngọt, nó cũng không ngọt gì mấy mà rất là mát miệng. Thưa quý vị, món ăn này rất là ngon. Tự nhiên húp một cái là hết rồi. Và bên đây là quầy nước dừa. Dừa bán nước dừa và nước mía. Mà nước mía này, nước mía tươi xây tại chỗ. Tự nhiên thấy cây mía rất là to. Bên đây là một cái quầy bán băng đĩa, nhưng mà đằng xa xa đằng kia tôi thấy có một cái quầy mà tôi rất là thích, đó là quầy bánh mì. Tôi thích ăn bánh mì đó quý vị, tại vì đi chơi xa bánh mì tiện này, ăn nhanh mà rẻ nữa. Bánh mì đây có nhiều loại lắm, mà đặc biệt cô chủ quán bánh mì là người Việt Nam, chắc hơi phải xin phỏng vấn cô một vài câu. Và ở đây là có cánh gà chiên, không biết chiên với gì, chắc chiên có ớt này, rất là ngon. Có bán ốc nè, hộp vịt lộn. Ở đâu có người Việt là có hộp vịt lộn đó, quý vị thấy không? Có bò nướng lá lớp nữa. Để tôi nhìn vô xin phỏng vấn cô vài câu. À nãy tôi nhìn cũng quên nhìn, nghe cô nói tiếng Việt mới biết tiếng Việt mà quên nhìn cái bảng là của người Việt Nam. Noodle Việt Nam, phở, lẩu, đồ nướng. Để mình vào trong mình coi nha quý vị. Và quý vị thấy đây là mà người chủ quán người Việt Nam. Nãy tôi nhìn nghe nói chuyện là biết tiếng Việt nhưng mà quên nhìn lên, quý vị thấy cái bảng là bảng tiếng Việt rồi. Anh cho em biết là quán này của mình có ở đây bao lâu không anh? Dạ có đây hơn 1 năm rồi chị ơi. Bao nhiêu anh? Dạ hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm, ở đây mình bán như vậy chung với người Hoa thì mình bán khách có nhiều không anh? Dạ có chị, ở đây khách bình thường cũng đông lắm chị. Một ngày vậy anh bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ bán 24 giờ 54 chị ơi. 24, coi như con đường này sáng đêm. Dạ đúng rồi, con đường này sáng đêm lúc nào cũng có người bán hết. Wow, vậy quý vị thấy đi chơi, đi đến Malaysia sướng không? Không có ăn đồ Ấn Độ đâu, đồ Việt, đồ Tàu rất là nhiều. Một cái cánh gà thì mình bán khoảng bao nhiêu anh? Dạ một cánh gà đây 3 đồng tiền Mã Lai. Tiền Mã Lai 3 đồng ringgit. Dạ đúng rồi. Dạ. Anh bán 24 vậy khách, lượng khách một ngày ước tính khoảng bao nhiêu? Và người Việt mình anh thấy có đi du lịch đến đây nhiều không? Dạ người Việt ở đây nhiều lắm chị ơi. Nhiều lắm hả anh? Dạ. Vậy trên con đường này có khoảng bao nhiêu gian hàng người Việt mình hả anh? Dạ trên con đường này khoảng 2 gian hàng người Việt, 2 cửa hàng người Việt. Dưới ở dưới kia là trái cây, còn hai cái restaurant. Dạ. Nhưng mà đặc biệt giờ thôi sẵn đây anh chỉ em đi, em muốn đi mua trái sầu riêng. Dạ. Cái mà hiểu cái loại nào ngon anh? Dạ ở đây là Musangkin. Và thưa quý vị, đây là món sầu riêng đặc sản của người Malaysia, đó là hiệu Musangkin. Và đứng xa xa tôi thấy có một cái chị bán sầu riêng rất là đẹp, biết ngay là người Việt Nam của mình rồi đúng không quý vị? Chào chị thế nào, cho em biết là chị bán sầu riêng ở đây được bao nhiêu năm rồi? Chị bán được hơn 1 năm. Hơn 1 năm. Cái sầu riêng này của mình khác cái sầu riêng Việt Nam và khác cái sầu riêng Thái như thế nào hả chị? Thái thì ăn nó như là khoai tây ấy. Dạ. Ở Việt Nam thì ăn nó nhiều thịt nhưng mà nó không có vị béo ngậy như của Malaysia. Yeah. Thường người Hồng Kông xưa với cả Singapore chỉ bay sang đây để ăn sầu riêng thôi. Wow. Việt Nam cũng thế. Người ta xem trên internet người ta nói về ca ngợi về sầu riêng mà người ta đã bay sang đây để ăn thử sầu riêng. Yeah. Ở đây mình giá một trái sầu riêng khoảng bao nhiêu hả chị? Bây giờ là không có mùa, nó đang hết mùa thì nó đắt. Ngon là loại 100 đồng ringgit một cân. Bình thường là 60 đồng, đấy là chị đang nói về Musangkin. Quý vị thấy ở đây sầu riêng trái rất là nhỏ như thế này mà trong đây muối rất là nhiều. Đây là cái loại Musangkin, quý vị thấy nhỏ xíu nè. Mà ở trong là vàng, rất vàng và vàng nghệ, rất là ngon.
Và thưa quý vị, trái sầu riêng tất nhiên mua bổ là được 3 muối như thế này. Và đây là đúng của hiệu Musang King, là cái hiệu nổi tiếng của Malaysia. Như cái cô chủ quán nói là người Singapore cũng như là người Hồng Kông chỉ bay qua đây để muốn thưởng thức trái sầu riêng này thôi. Và cái trái sầu riêng này có giá là 50 ringgit, là khoảng 18 đô của mình. Tôi nhìn thấy ngon quá, để ăn thử coi nó ngon như thế nào. Wow, quý vị coi cái muối nó vàng ươm luôn. Thật sự bỏ 18 đô ra ăn một muối sầu riêng này quá đáng rồi, rất là ngon. Ngon hơn sầu riêng Việt Nam nhiều. Hồi xưa tôi nhìn ở quê ăn sầu riêng Việt Nam rất là nhiều. Vậy thì ăn sầu riêng ngon phải có vị nhẵn mới ngon. Sầu riêng Thái thật sự ăn không ngon. Sầu riêng Thái cơm nhiều mà ăn giống như khoai lang vậy, chị nói đúng. Còn sầu riêng này vừa đắng vừa mềm mà vừa thơm mà béo nữa quý vị. Christine Quỳnh được tạp chí X Tech chọn là Top Realtor. AB Realty and Mortgage chuyên mua, bán, quản trị, đầu tư, vay tiền gia cư và cơ sở thương mại. Bớt 1.500 mỹ kim cho vay tiền hay tái tài trợ vì tiền lời vẫn còn rất thấp. Đặc biệt chương trình vay tiền FSA chỉ cần down 3.5%. Có chương trình Private Lender cho quý vị trở ngại về credit hay lợi tức. AB Realty có rất nhiều nhà bán, đất đai, cây xăng, shopping center, apartment. Muốn trở thành Private Lender xin liên lạc 2815689988. Văn phòng được cố vấn bởi luật sư Christopher Phạm, Board Certified chuyên về luật địa ốc. Nếu quý vị bị tai nạn xe hơi, tai nạn tại sở làm, té ngã nơi công cộng, chịu đau nhất do tai nạn gây ra như đau cổ, đau bả vai, đau thắt lưng, xin hãy gọi ngay cho First Choice Accident and Injury, luôn luôn sẵn sàng để giúp quý vị 24/24, 7 ngày trong tuần, lấy hẹn ngay trong ngày và tham khảo miễn phí. Công ty của chúng tôi đã và đang làm việc với các bác sĩ chỉnh xương và những y sĩ nhiều kinh nghiệm, được trang bị nhiều thiết bị tối tân đạt tiêu chuẩn của tiểu bang như X-ray, MRI, CT scan. First Choice có phục vụ xe đưa đón khi đến khám bệnh. Chúng tôi có 25 địa điểm khác nhau trong thành phố Houston, Dallas và Denver. First Choice Accident and Injury luôn là người bạn đồng hành khi quý vị bị bất cứ tai nạn nào, cùng với là những luật sư tranh đấu cho quyền lợi của quý thân chủ. First Choice Accident and Injury 281-933-3399 281-933-3399.